Ấn Độ. Our top person, cái người nhà phân phối lãnh đạo trong hệ thống của tôi là một người phụ nữ, là một phụ nữ đơn thân với một cậu con trai. She found herself in a situation, cô ấy có một cái tình huống bắt đầu without a husband, không có chồng, and no income, và không có thu nhập. She had no working experience, và không có kinh nghiệm làm việc trước đây. She joined the business, cô ấy tham dự kinh doanh. Today she's our number one person in our organization in India. Ngày hôm nay cô ấy là nhà phân phối lãnh đạo cao nhất trong hệ thống của chúng tôi ở Ấn Độ. Tại sao? She knew she didn't know. Bởi vì cô ấy biết rằng cô ấy không biết. She learned the system. Cô ấy học hệ thống. We built a powerful team with her. Và chúng tôi xây dựng một đội nhóm vững mạnh cùng với cô ấy. And now they're exploding in India. Và ngày hôm nay thì họ đang phát triển bùng nổ thị trường Ấn Độ. My friends, các bạn của tôi. Does not matter. Nó không thành vấn đề. Your education level or your work experience. Các bằng cấp hay là kinh nghiệm truyền thống các you bạn have đã that có. Nếu như các bạn có một mở lòng team, và trở thành một thành viên trong một đội ngũ vũ great này, thì tiềm năng đã đón chờ các bạn. Along the way, và tiếp tục sau đó, my son joined the business. Con trai tôi cũng làm kinh doanh cùng với tôi. It's an interesting story. Và có một câu chuyện rất thú vị tôi muốn chia sẻ. Was working on Wall Street. Bởi vì thời điểm đó anh ấy đang làm việc trong phố Wall. Anh ấy là một người làm trong lĩnh vực cổ phiếu. Đấy là ước mơ của anh ấy. At age 25, ở tuổi 25, he was making a lot of money. Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. But in that year, nhưng mà tại thời điểm the United đó, States government, chính phủ Mỹ arrested many of the top people on Wall Street. Bắt rất nhiều người có thu nhập cao ở Wall Street for insider or illegal trading. Bởi vì những cái kinh doanh trái phép họ làm với cổ phiếu. My son's bosses were arrested. Và con sếp của con trai tôi cũng bị bắt. Put in jail for many years. Và cho vào tù trong rất nhiều năm. A secure job. Mặc dù trước đấy là một công việc making rất là đảm bảo, kiếm được rất nhiều tiền. Young man, 25. Và con tôi chỉ có 25 tuổi, một cậu trẻ. His whole dream shattered. Và ước mơ của anh ấy đã bị vỡ mộng. So he came to me. Và cậu ấy đến với tôi. He said, I have to change. I have to do something different. Và nói, con sẽ phải thay đổi. Con sẽ phải làm cái sự việc khác. Tôi bảo con ấy thôi. 3 months. 3 tháng nữa. We're opening up in the country of Mexico. Amway sẽ mở cửa thị trường Mexico. I'll send you to Mexico. Và tôi gửi cậu ấy sang Mexico. And you start building the business there. Anh ấy bắt đầu phát triển kinh doanh, xây dựng kinh doanh. I went back and forth. Tôi đi và về. For 3 months we worked hard as a team. Trong 3 tháng làm việc nỗ lực cùng với con tôi. And then the business opened in Mexico. Và sau đó thì tập đoàn mở cửa thị trường Mexico. And we made diamond in 6 months. Và con tôi trở thành kim cương sau 6 tháng tại thị trường Mexico. Nobody had done that before in 6 months. Bởi vì chưa có ai đạt được danh hiệu đó trong vòng 6 tháng. I don't know if anybody has done it since. Và tôi không biết là sau này có ai đạt được kỷ lục đó không. Tôi chưa bao giờ nghe về cái kỷ lục đó. Why did we grow so fast? Vậy tại sao mà chúng tôi phát triển? We brought the system. Bởi vì chúng tôi mang theo một cái hệ thống we để làm. Created a powerful team working together. Và chúng tôi phát triển một đội ngũ vững mạnh để làm. Today he's a executive diamond in Mexico. Ngày hôm nay thì con tôi là executive diamond in Mexico. Throughout South America. Và anh ấy có kinh doanh ở rất nhiều nước ở Nam Mỹ. He's a founder's platinum in the US and he's starting to work now in the United States. Founder platinum tại thị trường Mỹ. And he's an emerald in Spain. Emerald ở Tây Ban Nha. And he has businesses around the world. Và anh ấy có kinh doanh ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Yes, my friends. Đúng vậy, các bạn của tôi. You have that open mind, you're willing. Hãy mở lòng mình ra và mong muốn sẵn sàng học hỏi. At 25 years of age, my son was willing to learn from me. Và cái năm con trai tôi 25 tuổi thì nó mới sẵn sàng học từ multi-millionaire flies around the world. Ngày hôm nay thì con tôi đã trở thành triệu phú và bay vòng quanh thế giới. Và từ khi mà nó mở đầu mở lòng mình làm theo hệ thống, he built a secure business. Và xây dựng được một cái kinh doanh bền vững và an toàn. He would not have to work again ever in his life at this point. Và tại từ thời điểm đó anh ấy không phải bao giờ làm việc nữa. He's a young man. Và vẫn là một người trẻ. But he's got 9 strong, deep, powerful legs. Nhưng mà cậu ấy có 9 chân phát triển bền vững. And more that are coming.
và nhiều chân nữa đang đến. Last year we grew 38% in Mexico. Năm ngoái thì chúng tôi đã phát triển 38% ở thị trường Mexico. It's exploding in Mexico too. Và kinh doanh ở Mexico vẫn đang liên tục phát triển. Wherever we find people that follow this system. Và ở tất cả những thị trường chúng tôi có những người làm theo đúng thị trường. On a team, và làm việc cùng với một đội nhóm. We have success. Thì đều có thành công. And we're proud of it. And we're glad you're part of our family. Và tôi rất tự hào về điều đó và tôi cảm thấy rất là vinh vui mừng khi các bạn là một phần của hệ thống. Well, where's the future? Vậy thì tương lai? The future is in all of you. Sẽ đi đến đâu tương lai? You sẽ ở với các bạn. Opportunity in your hands. Tương lai ở trong tay của chúng ta. I urge you. Nên tôi khuyên các bạn. Don't let it slip between your fingers. Hãy đừng để cơ hội trượt qua các ngón kẽ tay của các bạn. Grab. Hãy nắm chặt lấy cơ hội. And hold it hard. Và hãy giữ chặt lấy cơ hội của các bạn. Và hãy chiến đấu về cơ hội của các bạn. The business works. Bởi vì cái kinh doanh này đáng để làm. The question is, will you work? Nhưng mà cái câu hỏi đó là các bạn will có xứng đáng không? Smart. Các bạn có làm việc nỗ lực không? Các bạn có làm việc chăm chỉ hay không? I teach to people. Tôi dạy mọi người. A business is like rowing a boat. Kinh doanh này giống như là các bạn chèo thuyền. Just visualize this with me. Hãy tưởng tượng cùng với tôi. You're in a boat. Các bạn chèo. You have two paddles. Các bạn có hai cái. You begin to paddle only with one. Nếu như các bạn chỉ chèo bằng một mái. What happens? Thì điều gì sẽ xảy ra? You will start to go around in circles. Các bạn sẽ bắt đầu quay vòng tròn. So you try the other paddle. Và sau đó các bạn lại thử bằng cái tay còn lại. What happens? Điều gì sẽ xảy ra? You go around in circles the other way. Các bạn sẽ lại quay vòng. What is the hướng ngược lại. To get to your destination. Vậy thì cái câu hỏi là you have to row with both paddles simultaneously. Để thẳng tiến thì các bạn cần chèo bằng hai tay cùng một lúc. Do you understand me? Các bạn hiểu ý tôi không? Well, with the business we have two paddles. Kinh doanh của chúng ta cũng có hai mái chèo. This one is work hard. Một bên là làm việc nỗ lực. This one is work smart. Một bên là làm việc thông minh. Working hard is not enough. Làm việc nỗ lực chưa đủ các bạn ạ. You have to work with a purpose. Các bạn cần phải làm việc with a plan, with a system. Với một kế hoạch, với một hệ thống. And with the support of people who have done it before you. Với những người mà đã hỗ trợ các bạn đã thành công. Then you begin to row your boat with two paddles. Đấy mới là cái cách các bạn chèo thuyền bằng hai tay. And then you start rowing towards your goals. Và các bạn sẽ phát triển để hướng về mục tiêu của mình. Oh yes, I hope you have strong dreams. Tôi hy vọng là các bạn có những ước mơ lớn. We're all different. Bởi vì chúng ta đều khác nhau. I hope you have strong dreams. Tôi hy vọng các bạn có những ước mơ lớn. When I made platinum, khi mà tôi đạt danh hiệu platinum, I began to read more and more books. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn. The first book I read was called Think and Grow Rich. Cái quyển sách đầu tiên mà tôi đọc đó là Nghĩ giàu và làm giàu. I love the title. Tôi rất là thích. Napoleon Hill is famous. He wrote the book. Napoleon Hill viết quyển sách đó. In the beginning, he says this. Ngay từ đầu tiên ông ấy nói rằng, you need a strong dream to motivate you to work. Các bạn cần phải có một ước mơ lớn để tạo động lực cho mình. How strong is your dream? Vậy thì giấc mơ của các bạn lớn đến đâu? My dream was strong. Ước mơ của tôi rất lớn. Yes, very strong. I wanted to be in those planes. Tôi muốn được ở trên những cái máy bay đó. When we opened Vietnam, our dream was strong for you. Khi mà thị trường Việt Nam mở cửa, tôi có một ước mơ rất lớn. Strong dream. We came from the Philippines, we came from Thailand, we came from the U.S. to find the people who are serious about their future. Và chúng tôi đến từ Philippines, từ Thái Lan, từ Mỹ để tìm những người có những ước mơ nghiêm túc. And we will continue to grow with people that have that dream. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển với những người có những ước mơ vậy. Now row your boat with two paddles. Hãy chèo thuyền của chính các bạn bằng hai tay. Well, I'd like to now show you some pictures. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh. Bộ phận kỹ thuật có thể đưa cái Do we have the đặt slide. Is it worth it? Nó có đáng để làm không? To learn a system. Để học cái hệ thống. To duplicate a system. Để nhân bản hệ thống. To work on a team, to work together. Để làm việc với with một đội nhóm. Unity and power. Để cùng xây dựng một đội nhóm. Well, we work on a fiscal year basis in Amway.
Trong Amway chúng tôi làm theo năm tài chính từ tháng 9 đến tháng 8. So this PowerPoint presentation represents the last year of our life. Đây là những hoạt động mà chúng tôi đã có trong cuộc sống của mình trong năm tài chính vừa rồi. September 1st ended on August 31st. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 13 đến ngày 31 tháng 8 năm 2014. Okay, here we are. Và đây là những hình ảnh đầu tiên. September 1st. Ngày 1 tháng 9, we were at our beach home in North Carolina on the Atlantic Ocean. Thì chúng tôi đang ở căn biệt thự bờ biển, biển Atlantic. For 21 years, và 41 năm qua, we spent 4 months at our beach home. Thì chúng tôi ở đây 4 tháng mỗi năm ở căn May, biệt thự bờ biển. June, July, and August. Tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. And while we were there, và trong khi tôi, chúng tôi we invited our top leaders from around the world. Chúng tôi mời những nhà phân phối lãnh đạo của hệ thống They toàn quanh thế giới. Spend a week with us. Họ đến và ở cùng chúng tôi trong những tuần. This is a group, This is a group from the United Kingdom. Đây là một nhóm các nhà phân phối lãnh đạo đến từ Anh. I can't make a point. All right. You see our home. Các bạn nhìn thấy một vài cảnh bên trong căn nhà. It's 4 levels high. 4 tầng cao. It sleeps 22 people. Và có 22 cái giường. As elevators. Với một cái thang máy. And a huge kitchen. Và một cái bếp rất rộng cho mọi người. As you can see. Như các bạn có thể thấy. Then we came to Bangkok for our annual All Asia Leadership Seminar. Và sau đó thì chúng tôi đi sang Bangkok cho cái cuộc hội thảo. 5 countries. Với 5 quốc gia. These are all platinums on stage. Và đây là những hình ảnh của những nhà phân phối platinum trên sân khấu. My wife and myself. Tôi và vợ của tôi. We call it the Matt's family reunion. Chúng tôi gọi cái ngày đó là ngày hội gia đình Matt. We went home and then we go to a very special place in the United States. Chúng tôi sau đó quay về Mỹ và đến một cái nhà hàng vô cùng đặc biệt ở Mỹ. It's up in the state of Maine. Nó ở cái địa danh tên là Maine. Where they have the best lobster in the world. Và đấy là nơi mà họ có những con tôm hùm ngon nhất trên thế giới. And my wife is the lobster queen. Và vợ tôi thì vô cùng yêu thích món này. I don't believe nữ hoàng lobster she can eat. Tôm hùm. And she's thin. Trong khi vợ tôi vẫn cứ dáng người rất là đẹp. This is just private time for me and my wife. Đây là những cái thời gian riêng của chúng tôi. 3-4 days just together by ourselves. 2-3 ngày chúng tôi dành riêng thời gian cho nhau. Và thưởng thức. This particular year we had another purpose. Và trong cái năm này thì chúng tôi có một cái mục tiêu đặc biệt. We were scheduled to go on a kayaking expedition. Và chúng tôi có kế hoạch để đi chèo thuyền kayak ở Nam Cực. Also a scientific expedition. Và cùng đi với các nhà khoa học. Remember, I was a scientist. Để thám hiểm. Bởi vì chúng tôi like cũng to do some work in that area when I get the chance. Và tôi cũng luôn luôn thích làm trong lĩnh vực khoa học. But to go there, we had to get certified in kayaking. Nhưng mà để đi được ở đó thì chúng tôi phải qua những lớp đào tạo đặc biệt. Because if we tipped over in Antarctica. Bởi vì nếu như một cái thuyền mà lật ở Nam Cực. And it's easy to tip a kayak. Và rất dễ để lật thuyền kayak để nó rất là mỏng. 90 seconds to get out of the water or you die. Các bạn chỉ có 19 giây để ra khỏi mặt nước và các bạn sẽ chết. Certified to prove we could do it before they would nên các bạn sẽ cần phải trải qua những khóa đào tạo và tốt nghiệp thì mới được đi. So there I am celebrating. I was just certified. Đây là bức hình chụp lúc mà tôi vừa mới hoàn thành khóa học đó. Also got certified. Và vợ tôi cũng vậy. Then the company had a free trip. Và sau đó, tháng 12 thì công ty có một chuyến du lịch dành cho những nhà phân phối. Before, they're going to continue to give you these trips all. Giống như là ngài Leo vừa mới nói là Amway nổi tiếng trên toàn cầu với những chuyến du lịch. This particular trip I have been to 47 times. Và với cái chuyến du lịch này thì chúng tôi đã đi trong suốt 47 năm. The last one in December here was in Miami Beach. Đây là một hình ảnh từ bãi biển Miami. Because of our level in the business, they give us a big, beautiful suite. Với danh hiệu của chúng tôi thì chúng tôi được những cái with fantastic, phòng fantastic theo tiêu chuẩn của tập đoàn. Như các bạn thấy. Then we went to Antarctica. Và sau đó thì chúng tôi đi Nam Cực để trải nghiệm. And here we climbed up a glacier. Và đây là lúc mà chúng tôi lên được một cái khu vực. I can tell you many people started. Nhưng mà tôi nói với các bạn là rất nhiều người bắt đầu hành trình này. Very few of us got to the top. Nhưng mà rất ít người được lên đến đỉnh. Neutralite, my friends. Và chúng tôi là kết quả của Neutralite các bạn. I've been eating double X for 47 years. Và tôi đã dùng double X trong 47 năm qua. And some of you have had
tablets a day. Tôi dùng 51 viên vitamin tất cả các loại trong and một ngày. So was my wife. Cũng như là vợ tôi. Why? Tại sao? I want to climb glaciers. Bởi vì tôi muốn trèo lên đỉnh của ngăn cửa. I want to kayak in the ice. Tôi muốn đi kayak ở ngăn cửa. I want to ski around the world. Tôi muốn đi trượt tuyết vòng quanh thế giới. I want to stay young so I can do these things. Tôi muốn luôn luôn trẻ để có thể chia sẻ với các bạn. Neutral light, my friends. Neutral. Câu trả lời là neutral light các bạn ạ. I know Dr. Sam on a personal level. Bởi vì là tôi chính là bác sĩ của chính mình. I know he was here recently. À, và tôi cũng có người bạn là Dr. Sue. I have skied with him. I've had dinner with him. We've been on vacation. Tôi ăn tối, tôi chia sẻ những thời gian với And với this next year, he invited us to his home in Colorado. We're going to go again and ski with him. Và năm nào chúng tôi cũng có những kỳ nghỉ trượt tuyết cùng nhau. He's in great shape too. Và ông ấy cũng rất là khỏe mạnh. And together we eat a lot of Nutrilite. Và cùng với nhau chúng tôi dùng rất là nhiều vitamin Nutrilite mỗi ngày. And here we are celebrating when we cross the Antarctic Circle. Và đây là cái thời điểm mà chúng tôi ở Atlantic. À xin lỗi, và chúng tôi ở Nam Cực. Very few people in the world have done this. Bởi vì rất ít người trên thế giới có thể làm được điều này. And we did not kayaks. Mà đặc biệt là trèo thuyền kayak ở Nam Cực. Then we went skiing. Rồi chúng tôi đi trượt tuyết. This is Colorado in the United States. Ở Mỹ, Colorado tháng 1. Here's our friends, their friends also. Với những người bạn của chúng tôi là They have the freedom like we do, so we travel together. Họ có many cuộc places. Sống tự do giống như chúng tôi và chúng tôi cùng nhau đi du lịch. They work the system with us. They're Họ làm cùng cái hệ thống và xây dựng với một hệ thống cùng chúng tôi. Then I went to London to work with my team in the Rồi sau đó, tôi đi đến Anh để làm việc cùng với đội nhóm. There was my top leaders in the UK. Đây là những người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống. Then we went to Italy for the weekend seminar. Rồi chúng tôi đi hội thảo cuối tuần ở Ý. There's my wife on stage. Đây là vợ tôi trên sân khấu. Afterwards, và sau những cái cuộc họp, beautiful meals with friends, just like we're doing here in Vietnam. Thì ngồi uống bia cùng với những người bạn giống như là chúng tôi làm ở Việt Nam. Then we had Diamond Club in EDC in Hawaii. Rồi chúng tôi có những cuộc du lịch cho câu lạc bộ Diamond Club EDC ở Hawaii của công ty. That's a view from our suite. Bên trái là cái phong cảnh từ phòng suite của chúng tôi. And that's my wife Barbara and Nancy Doring. Và bên phải là vợ tôi cùng với bà Nancy là người sáng lập nên hệ thống hàng hóa với những danh hiệu cao nhất trên thế giới. That's the Doring family. We go helicopter together. Và đây là những người con của ông bà. We come back from Hawaii. We go skiing again. Và quay về thì chúng tôi lại tiếp tục đi trượt tuyết. Over there, we're eating in one of the most famous restaurants in the United States. Và đây bên phải các bạn là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất. Ski all day, and then eat at the best restaurants. Và trượt tuyết cả ngày và có được trải nghiệm ở những nhà hàng tốt nhất. Well, then we come to India. Và sau đó thì đến Ấn Độ. Here they are greeting me at the airport. Và đây là những người bạn ở Ấn Độ. Running many, many meetings. Có rất nhiều cuộc hội thảo. Take some time out to visit the Taj Mahal. Và có những cái khoảng thời gian tuyệt vời để thăm những địa danh nổi tiếng. One of my dreams. Một trong những ước mơ của tôi. To visit the Taj in India. Để được thăm đền Ấn Độ. Then we're running meetings here. This is Hanoi. Last time I was here. Và đây chính là những hình ảnh của lần trước mà tôi đến Việt Nam. Then to the Philippines. Rồi Philippines. There I am in Davao. Ở Davao, Philippines. Now I'm in Iloilo, another major city. Với những người thủ lĩnh ở Iloilo. Having a great dinner with all our leaders. Có những cái bữa tối thật là tuyệt vời. Then we're back to our beach home. Và rồi chúng tôi lại quay trở về căn biệt thự bờ biển. There's a better view of it. Và đây là một trong những view. That's the island we live on. Đấy là hòn đảo mà chúng tôi sống. From there we fly to Norway. Và từ đó chúng tôi bay sang Na Uy. This is the European ALS. Đây là cái chuyến ALS của công ty sang châu Âu. We have a business in Europe. Chúng tôi cũng có kinh doanh ở châu Âu. So we go early to spend some time in the beautiful cities of Europe. Nên chúng tôi đến đây sớm hơn để có một vài thời gian chơi thêm. There's my wife again. Vợ tôi. And here we are cruising in the fjords of Norway, another dream. Và một trong những ước mơ nữa của chúng tôi đã là được đi ở vịnh Na Uy. Experience. Thật là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt là trên biển. See all the wonderful sights that are out there. Nhìn những cái phong cảnh hùng vĩ đặc biệt. Another free trip from Amway. Lại thêm một chuyến du lịch miễn phí ở Amway. Cảm ơn Amway. Peter Viking.
Đây là we like to have Viking. Fun. Ông vua Viking. There's the Viking's wife. Vợ của vua Viking. Then we went to Copenhagen with some of our top leaders. Và sau đó chúng tôi làm việc cùng với cả lãnh đạo trong đội. Just enjoying life. Và thưởng thức cuộc sống. And then we segued around Copenhagen. Và đi xe quanh Copenhagen. There's one of our leaders giving the diamond sign. Đây là một trong những lãnh đạo thủ lĩnh của chúng tôi. Those segways. Với những cái xe này gọi là xe segway. 40 miles an hour. Họ có thể đi với tốc độ 40 dặm một giờ, tức là 60 cây một giờ. We're coming through. Tôi rất là hào hứng. We're laughing, having fun, doing the diamond sign. Khi mà đi cái xe này. Now this is back to Beach Blast. We go back to Carolina from Norway. Và quay trở về nhà ở bên bờ biển với các nhà phân phối diamond của các bạn. I need to explain this. Để tôi giải thích với các bạn về bức hình này. We own a restaurant. Chúng tôi sở hữu một nhà hàng trên hòn đảo. 12 years ago we built the restaurant. 12 năm trước chúng tôi xây cái nhà hàng này. For a few reasons. Bởi vì một số lý do. But understand, please, I don't run a restaurant. Nhưng mà các bạn cần biết rằng tôi không quản lý cái nhà hàng này. I have no desire to run a restaurant. Bởi vì tôi không có mong muốn làm điều đó. I own a restaurant. Tôi sở hữu cái nhà hàng này. Do you know the difference? Các bạn hiểu cái sự khác fourth nhau không? Fourth quadrant of Kiyosaki. Kim tứ đồ của Kiyosaki. Investment quadrant. Đó chính là cái đầu tư đó. Reason we built it. Lý do mà chúng tôi xây cái nhà hàng này. We could not find a good restaurant near our home on the beach. Bởi vì chúng tôi không thể tìm được cái nhà hàng nào mà có đồ ăn ngon ở trên hòn đảo này. So my son-in-law is a builder, so he built the restaurant. Nên con rể tôi xây cái nhà hàng này, nên tôi đặt tên theo con rể của tôi. His name is Rick, so we named it after him. Và tên cậu ấy là Rich, cho nên nhà hàng có tên là Rich. The second reason. Lý do thứ hai. We raised six kids. Chúng tôi nuôi 6 người con. We took in a seventh that came from a broken home. Và chúng tôi nuôi thêm một người con nuôi thứ bảy. As we were going double diamond. Và khi thời điểm đó chúng tôi là đang we had 7 teenagers living in our home. Chúng tôi có 17 người sống trong gia đình của chúng tôi. And my wife had to prepare dinner for them. Và vợ tôi thì phải chuẩn bị đồ ăn cho những người mấy ông bà. Had to clean up. Rồi đi shopping rồi dọn xong mỗi bữa ăn. We need to take care of our kids. Bởi vì chúng tôi cần phải chăm sóc so con cái. I promised my wife. Và tôi đã hứa với vợ. I said when the kids grow up and leave. Khi nào các con lớn và không ở. You will never have to cook again if you don't want to. Thì em sẽ không bao giờ phải nấu ăn nếu như em không muốn. So we go out, go to our own restaurant. Cho nên là chúng tôi quyết định xây cái nhà hàng. I only have one requirement. Tôi chỉ có một cái yêu cầu duy nhất cho nhà hàng. To make the food I like. Họ phải có cái thực đơn mà tôi muốn. If other people like it, okay. Nếu khách hàng khác cũng muốn thì cũng được. I like it. My wife likes it. Nhưng mà quan trọng biết. Xin lỗi, nếu như mà khách hàng không thích không sao, nhưng biết là tôi với vợ tôi phải thích cái thực đơn. But you recognize these people. Các bạn cũng nhận ra rất nhiều người trong tấm hình này đúng không ạ? Yes, this is 12 Vietnam diamond. Đây là 12 diamond đến từ thị trường Việt Nam. Came to visit us. There we are with the Dornan family. À đây với gia đình Dornan người sáng lập nên hệ thống network 21 trên toàn cầu. David Dornan, the young fellow there, very, trai very David smart Dornan. Guy, very smart guy. Là một chàng trai rất là thông minh. He loved the sign that said "Welcome to him." Anh ấy rất là thích cái biển hiệu này bởi vì chào đón anh ấy. He said, "Pete, do me a favor." Anh ấy bảo là Pete, ông giúp tôi một việc là chụp cái ảnh này. And show it to my group. Và chia sẻ cho đội nhóm của tôi. I want them to know. Tôi muốn họ biết rằng how they can welcome me when I go to their city to do a meeting. Cái cách mà họ sẽ chào đón tôi khi mà tôi đi là giúp họ làm kinh doanh. So several months ago I showed it at a big meeting in the United States. Và vài tháng trước thì tôi cuối cùng cũng đã chia sẻ tấm hình này ở trong một cái sự kiện lớn của anh. He loved it and his group loved it. Và mọi người đều yêu thích cái tấm hình này. And then I said to him, và sau đó tôi bảo cậu ấy rằng if you go up a couple more levels, nếu như mà anh phát đánh đạt thêm cái danh hiệu nữa, we can do something even better. Thì tôi cũng có thể làm thậm chí hay hơn nữa để chào đón anh. Ví dụ như thế này. This is in Thailand. Đây là Thái Lan. Just having fun. Rất là vui. Oh, there's our Thai diamonds. I love this picture. Với những diamond đến từ Việt Nam. Freedom. Đây là tự do các bạn ạ.
Here we are. Having fun. Đây chính là chúng tôi trải nghiệm. You see my wife in the middle. Các bạn thấy vợ tôi ở giữa. Everybody dancing, just having a good time. Tất cả mọi người đang nhảy múa và có my friends, life can be so beautiful. Các bạn ạ, cuộc sống có thể rất là tuyệt vời. Build the business. Hãy xây dựng kinh doanh. Audio Diamond Lay Long asking a question. Lê Founder EDC Lê đang hỏi những câu hỏi. You see, that's what it's about. Các bạn thấy không? Even your diamonds are learning. Họ là diamond, họ vẫn tiếp tục học. Yes, they want to know more. Họ vẫn muốn nhiều thứ hơn. Are you asking questions of your upline? Các bạn có hỏi những câu hỏi dành cho upline của bạn không? Các bạn có làm theo hệ thống hay không? Here's another group from Italy. Lại một nhóm khác đến từ Italy. That's Massimo and Betty Bini. That's one of our teams. Đây là một trong những người lãnh đạo lớn nhất ở Italy của chúng tôi. Just having fun. Và chúng tôi có rất nhiều các cái hoạt động. I like to ride a bike and exercise. Tôi rất là thích các môn thể thao. Here's the jet skis again. Jet ski. That concludes another year of our life. Và đấy là những hình ảnh kết thúc một năm vừa rồi. Năm thứ 47 của chúng tôi. Year 47. Năm thứ 47 trong kinh doanh của chúng tôi. This is the way we've been living, friends. Đấy là cái cách mà chúng tôi có thể sống. And you can do the same. Và các bạn cũng có thể làm như chúng tôi. Hãy mở lòng mình ra. Follow the system. Và làm theo hệ thống. Join the team. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Be a good team member. Trở thành một thành viên tích cực của đội nhóm. And dream big, my friend. Và hãy ước mơ lớn các bạn ạ. Because with Amway. Bởi vì với Amway. You can. Các bạn có thể làm được. Thank you. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.